Ok, chào mọi người nha. Hôm nay thì mình sẽ đi câu ở trong cái hồ gần nhà mình nha các bạn. Hôm nay thì mình sẽ đi vào một cái hồ mà mình chưa quay video bao giờ. Hôm nay thì mình mới quay. Thật ra thì hôm trước mình có câu ở hồ này rồi, nhưng mà cái kết móng quá anh em ơi. Ok, thì mình đang vừa nhìn xem. Hôm bữa thì mình đi vô đây thì cái hồ cá nó bị nổi mặt quá. Mình đang nhìn xem cá hôm nay nó có nổi mặt không ấy chứ. Nếu mà nó nổi mặt thì cá nó sẽ không ăn đâu nha anh em. Ui, nước hôm nay nó xuống quá trời luôn này. Hôm bữa thì mình nước ở đây nó lên cao quá. Thì hôm nay bây giờ thì mình sẽ câu. Mình sẽ ngồi đây nha. Cái hồ này thì là họ tính giờ nha các bạn. 40 ngàn một giờ. Anh em muốn câu mấy giờ thì câu. Còn nếu mà anh em mà câu cả ngày hình như có 300 hay sao. Mình không biết nữa chứ, khi nào mình câu một ngày. Tại vì mình không thích câu một ngày anh em ơi. Câu một ngày mệt lắm. Để mình đây, mình sẽ ngồi câu ở đây nha các bạn. Để mình lướt qua bên này xem cá nó có nổi mặt không cái. Nó mà nổi mặt đó thì đâu câu được đâu. Ui, tăm tem đầy luôn này. Trước vào thì cỏ ở bên dưới nó khá là nhiều. Cá nó ăn chỗ đó kìa. Cỏ nó khá là nhiều. Hôm nay thì họ vớt cỏ lên rồi. Trông nó sạch sẽ. Ok, cá xuống đáy rồi nha. Ra mồi nhanh anh em ơi. Lấm. Ok, để mình ra mồi xong rồi ra cần. Xong có gì mình sẽ quay lại cho các bạn xem nhé. Hôm nay mình móm ở đây mấy lần rồi. Hôm nay quyết định gọi là cố gắng gọi là lấy một hai con về cho nó hoành tráng đấy coi. Ok, get go. Ok, xong xuôi đầu đuôi rồi, lắm. Rồi, con đầu tiên. Ôi địt mẹ lại bong. Kỳ trời. Không ăn miệng mà. Rồi bong đéo đâu, đậu xanh đứt thẻo. Trời, con cá phi nhỏ xíu đứt thẻo. Thua luôn á, đồ xanh nhỏ, cái con cá phi nhỏ xíu xíu đứt thẻo trời. Mày chết. Đây này, rô phi này hình như rô phi ở Lộc Quang á. Ừ, nhỏ xíu à, mà sao đậu xanh đứt thẻo quế thật chứ. Nhưng mà cá phi bé xíu à, ngon lành gì đâu. Ừ đúng, rô phi Lộc Quang thật. Người gầy ghẻ ghẻ không à. Không phải phi mới đâu. Phi này phi cũ á. Ok, con đầu tiên. Lấm lắm. Đủ chép 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 chép. Chép chép chép. Chép anh ơi. Lúc 6 giờ hả? 6 giờ 15. Vừa mới câu luôn á. Ai? Nó đã câu đâu? Nó đã câu đâu? Câu là phải đi sớm. Anh Bảo ơi. Không. Ui giời. Trời ơi, em tưởng anh hôm bữa bảo vào Lộc Quang mới cầm.
Không, tí nữa em về em lấy cho. Tí nữa em về em lấy cho. Ơ, nhà em gần đây mà. Hai lưỡi rồi. Chép. Ủa nãy em bảo chép anh không tin à? Quá rồi. Ủa, mấy con chép luôn. Đâu có một con à, con này con đầu tiên mà đã bắt chưa bắt được mà. Hả? Mẹ móm ở đây bao nhiêu ca rồi, hôm nay em phải quyết định gọi là lấy lại những gì đã mất. Gì chấp gì? Cá độ không? À, ai nhiều cá hơn được chai nước à? Thôi chơi vui. Má nó chạy khỏe quá. Mẹ chứ. Ôi dồi ôi, 3 kg. Đủ má tàu ngầm rồi. Hảo hảo hảo. Ôi bông mẹ rồi. Má nó chứ. Phi. Má phi. Hai lưỡi luôn. Má chạy ghê vậy trời. Má cần mềm quá. Phi bự lắm anh em ơi. Má phi này, phi là phải 2 kg. Má còn phi chả bán được luôn. Ui dồi ôi. Ui con này 2 kg có anh ơi. Nãy giờ bông nhiều quá, giờ đổi thẻo luôn. Đâu con sâu này. Mày chết. Phi rồi. Phi nữa rồi. Hai ký một con. Không, con này chắc ký hơn ký à. Giờ mình chở cái thùng về trước.
bắt vài con trước không nhiều quá nó chết. Chụp ảnh với em cái. Chụp ảnh em cái. Ok anh em, vừa về nhà rồi nha các bạn. Mình phải đi em cá về hai lần. Lần này là lần thứ hai nha. Nãy mình cân á, cả con cá chép là được mấy ký rồi? Cả con cá chép là được 7 ký. Giờ mình sẽ cân thử xem mấy con rô phi này được mấy ký. Ui. Con to con nhỏ này. Ok. Mấy ký? 8 ký. Ui, 8 ký luôn. Ê. Xong. 4 tiếng đồng hồ 200k tiền giờ. Câu được tổng cộng là 8 ký nha các bạn. Thì ok. Hồ này thì hôm nay họ lấy 50.000 ngày. Tại vì họ nghỉ mấy hôm nay mới cho câu ấy. Sơn giờ hơi cao á, mới có mấy anh câu chép trong đó cũng chép quá trời. Có người 3-4 con, có người 5-6 con luôn rồi. Bây giờ mình dừng video nha, để có gì hôm sau thì mình sẽ quay lại tiếp cho các bạn xem. Vừa trải nghiệm mấy hồ câu 40k một giờ ở Bình Phước cho mình. Thì ok, bye bye anh em nha.